Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 đây. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Hà tại thị trấn Cẩm Khê các bác ạ. Đây. Thì hôm nay chiếc xe của chúng tôi là có đến là lắp đặt và bàn giao cho gia đình anh là một cái bộ nội thất sản phẩm ở trong cái không gian thờ. Đấy thì tôi sẽ đi vào quay cho mọi người xem nhé, cái sản phẩm chúng tôi vừa bàn giao. Đây là cái không gian nhà của anh Hà đây quý vị nhé. Đấy, đây là thị trấn Cẩm Khê. Đây chứ đây phòng khách này, như là đây là chủ nhà đây quý vị nhé. Đấy. Thì chúng tôi vừa lắp đặt một cái bộ cuốn thư câu đối vào cái không gian phòng thờ ở đây phía bên trong này đây. Đấy, tôi quay lại cho mọi người tham khảo đây, bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mita đục theo mẫu là mẫu trúc hoa mai. Đấy, đây là hình tổng thể không gian thờ đây. Đấy, nhà gia đình thì cũng có một chiếc sập ngồi trơn gỗ mít rồi. Đấy, sập thờ gỗ mít rồi. Hôm nay là gia đình lại tiếp tục sắm thêm một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít nữa. Đấy. Đấy, sản phẩm mà chúng tôi là thiếp vàng quý vị nhé. Đấy, sản phẩm này là thiếp vàng Đài Loan. Đấy. Đây cuốn thư câu đối là đục mẫu là dòng hóa trúc tứ linh hóa, hai bên là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, một bên là tử hiếu tôn hiền đại vẹn linh. Đấy, ngoài ra những cái sản phẩm sập thờ hoặc là những cái bộ ngai hạt này thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám cũng rất là nhiều, thì quý khách hàng nào có nhu cầu thì cũng cứ liên hệ bên xưởng nhé. À, chúng tôi có rất là nhiều mẫu mã giống như của gia đình anh này. Ok, quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ xưởng nhé. Ok, xin chào mọi người. Không gian nhà anh rất đẹp đấy, bên ngoài là có một bộ bàn ghế rổ chun này, phòng khách, phòng bếp rất là rộng rãi.